Em ơi, anh chấp nhận em bỏ anh đi theo thằng Úy mà em phải làm ơn ký cái giấy tờ để lại con hai đứa con gái của anh lại để cho anh lo cho nó, anh nuôi cho nó. Được không? Đồng ý không? Em, sao em nói gì vậy? Em giả lơ với anh đâu có được đâu. Anh biết. Đừng! Anh biết tình yêu mình đã mất rồi. Em đừng ra chưa? Lái xe nguy hiểm mới chưa? Phải em sao?